nhà nha. Hôm nay mình sẽ thu hoạch cá ngói. Thì cũng có một số anh em hỏi mình là 7 con cá ngói về làm cái gì. Trời ơi, con cá ngói này ăn là không có mà ăn luôn nha. Cái thứ nhất là anh em mình 7 về ăn là thứ nhất, là cái thứ hai là bên em mình ăn không hết thì bán nha. Rồi con cá ngói mà hỏi 7 về làm gì, đặc sản không có ăn nha anh em ơi. Cục gạch nào cũng có én ở đây chứ. Ê, cục này còn gắn nhỏ. Nướng ăn một bữa rồi tới con chuyện luôn nè. Cái này á là ăn là không có ăn nữa nha. Nhiều khi anh em mình không biết, hỏi mình là 7 con này về làm gì. Trời ơi, con này ăn không có ăn luôn á. Con này ôi trời, nó lú lui ra nè. Con này hai đuôi, cái đuôi nó tẻ hai nhánh luôn nè. Ê, chặn nó lại nè. Vậy ra chắc con buông bỏ nó quay luôn. Nè, bắt mới có mấy cục gạch thôi mà như đây nè. Đây có không? Mới có mấy cục gạch thôi. Gạch nào hình như là cục gạch nào cũng có nha. Hai, năm, cục. Con này nó mập quá nè. Hết hồn cá ngói rồi, nó mập. Ôi trời ơi. Ê, kem. Kem ơi, cứu ai. Nó chạy ra cái sao tao giục nó mới quay luôn. Con đi nè nè. Ôi trời ơi, con cá mối này nó mập quá nè. Mày hả bưởi. Con này nhỏ thả lại. Ui. Dí lại xem. Con nổ nha. Xin xa xa ra quay vô. Kem ở ngoài thủ nha, với na quen na gần na ngoài thủ nó chạy ra là chụp liền nha nè. Nó chạy ra là chụp liền nha. Sao vậy? Ngồi đây nè. Ngồi đây nè. Con dám à? Nó cắn. Nó đâu cắn đâu, nó hiện khô à. Wow. Chụp nó, chụp nó. Dí na qua đây. Dì. Ôi nó bự. Dì. Ghê hả, ghê hả? Ôi ôi. Quá trời luôn.
đây cục này kia. Mấy con nhỏ nhỏ lại thả lại nè. Mấy con này thì nó bé quá. Thả à, lại. Ừ. Mấy con này nó cũng nhỏ nè. Ừ. Nhỏ nữa nè. Rồi, ừ. Cho nó bự luôn. À, cho Na nó ăn bữa cho nó tới con chuyện luôn. Đó thì anh em có một số anh em hỏi mình đó là bảy con này về làm gì thì bảy về anh em mình bán được thì bán, còn bán không được thì mình anh em mình mần ăn nha, nướng hoặc là chiên giòn gì đều ngon hết, ngon hết sảy luôn á, kiếm ăn không ra luôn nha. Rồi, nó thì cũng đắt tiền chứ không phải rẻ đâu, nó thôi luôn rồi. Nó một ký tầm cũng 200.000 ký á anh em ơi. Vô trong nhà hàng rồi kêu dĩa gắn mối là ăn không nổi luôn á, mấy con à mấy trăm ngàn á, chứ không có rẻ đâu nha. Con bự hả kia vậy? Ừ, con nhỏ mình thả lại đâu có ăn nữa. À, nhỏ nhỏ gì thả lại. Ở phía ngoài á. Thả từ từ nó có chết gì vậy? Gắn mối cái này nè, cái này. Hết hồn gắn mối này không? Cho nó ăn cơm mỗi ngày, cho nó ăn cơm nguội á, mà nó mập ù luôn á, không có ốm luôn á. Gắn mối cái này là chuẩn 30 con ký chắc cú luôn. Đó, 29 30 con ký chắc cú luôn, gắn mối cái này nè. À, con cái này nữa nè. Cái này là ok hết rồi nè. Đây anh em ơi, số gắn mối này mới vừa làm xong anh em ơi. Thì anh em nào mà kiểu như mà không có thích lột da thì anh em mà để da thì nó ngon hơn nha. Mình đây thì mình muốn cho nó nhanh gọn lẹ thì mình lột da cho nó nhanh nha. Để da thì nó ngon hơn lột da nha. Đó, đây thì hơn ký á, tầm ký ngoài cả nha. Đó thì anh em nào mà không thích lột da thì mình cạo giấy. Cạo giấy thôi mình để da lại thì nó ngon hơn. Hôm nay thì em sẽ ốp với lại sả ớt nha. Đây kèm theo mà ớt thịt heo ba gọi luôn, mình cũng ớt xả ớt nướng luôn nha. Đây, nhiêu đây là tầm khoảng cả ký hơn á, hơn ký á. Đó, hơn ký tức là lột da ra như thế này rồi này ha, mà hơn ký á. Nhiêu đây là 6 người là nhậu là xỉn luôn á. Đây, mình sẽ ớt với xả ớt. Xả này mua xả mà nó xay sẵn rồi cả nhà ơi. Về khỏi mất công bầm mất công quá. Về chỉ cần sắc ớt bỏ vô là ok. Anh em nào xiên á thì lấy xả tươi á, mình sắc kiểu như sắc lát bằng mỏng á, mình không cần phải bằm nhuyễn như thế này thì nó ngon hơn nha. Đây, cho hết vô đây luôn. Đây, số cái món này cho vô hết luôn. Bữa nay chơi lớn bữa luôn nè. Cho chút xíu nước mắm nha. Khẩu vị thì tùy theo anh em mình à, kiểu như ăn mặn lạc sau đó thì tùy anh em mình nha. Đó, mình thì ớp dặn như nó thì dừa thôi, hồi mình còn chấm nữa. Xíu ngọt.
Đó, gạo sống nha cả nhà. Xà lách. Xà lách với dưa leo. Hình như là không có gạo thơm hả ta? Không có gạo thơm hả con? Không có gạo thơm cả nhà. Có gì dùng nấy. Nó giới thiệu cho cả nhà đây là chén nước chấm thần thánh nha, muối ớt. Đâu, quậy 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 lên cái coi. Trời ơi. Muối ớt mà vậy đó hả? Ủa bên đây là chén này, chén này gì? Muối tiêu. Đó là muối tiêu. Các bạn có làm gì nha? Đúng rồi. Sao vậy? Chín chưa? Chín chưa? Có mấy nào ăn được chưa? Cái này ăn không có bị đau bụng không ta? Ăn không nó đâu tiêu đâu. Ăn không thử cái đau bụng. tối rồi, đau quá, quá trời thơm mà chịu hết nổi rồi. Giết giết chín ăn cái coi. Đó, anh em mình á bẫy về chừng vài chục con ký ha. Làm mồi nhậu là vô tư luôn ha. Đó. Đó coi thì có một số anh em hỏi mình bảy con gắn mối này về làm gì nè, thì là cho nó lên đây nè, cho nó sưởi ấm nha. Cho lên đây nó sưởi ấm. Đó nè. Này mà vô nhà hàng kêu dĩa chừng mười mấy hai chục con là mấy trăm ngàn luôn, hết tới rồi. Chín hả? Có miếng chín này hả? Có miếng chín. Ừ, đâu? Đó, quả trong miếng này, quá trời thơm mà chịu nổi. Nóng quá, từ từ. Ủa, bỏ vô gạo rồi. Chấm với chén nước mắm thần thánh đó cho bà cái quạch rồi mà cái. Quá trời thèm luôn. Thơm quá trời thơm. Tới một chuyện với tô mắm nè. Chịu hết nổi cả nhà. Ôi, cái này mời cả nhà mình nha. Hôm nay tô muối ớt ngon. Ngon. Ai làm muối ớt hả? Ngon thiệt, xuất sắc. Nhắm khả năng sao phải không không thiếu hả? Mua sao không có rau thơm? Bình thường mua có thơm, bữa nay không có mua thơm. Không, cái khả năng là không bao giờ ăn hết cái chảo này được. Quá trời cái chảo này không bao giờ ăn hết. Em thích qua cái mà có còn cái món là chính chưa? Sắp có rồi. À, thơm quá trời. Thứ gì chịu nổi cái này là cái gì đây là ăn được rồi con ơi, đừng nướng chín quá nó khô. Ờ đúng rồi, gì là ok rồi nè, vậy là bỏ qua rau đó được rồi đó. Đây mời cái nhà mình con gắn mối nha. Này là em ớt chỉ có xả ớt với lại chút xíu nước mắm, chút xíu ngọt thôi, chấm với lại nước mắm của muối ớt thành thánh đó nè. Hôm qua đây con ngồi ăn để mẹ nướng quá đã luôn. Hai ngồi bẹp xuống ăn đi con. Đây mời cả nhà nha. Món này nhậu là hơi bị tốn bia á. Con ngồi qua đây đi để mẹ nướng cho.
chấm này. Cái chấm với ớt thì bao bao ngon. Đưa mẹ nướng không? Nướng ngọt ăn. Còn cái món này mập. Ngồi vậy đập đổ hoài vậy. Cái xương nó là mềm, nhai luôn xương nha. Mồi màng gì thế nè, không nhậu. Chỉ bỏ công ở chừng tiếng hồ thôi là nhậu không hết rồi, không nhậu đi nhậu chi cái gì. Đâu lên hả? Nó nè. Ăn đi con, nghỉ. Ăn đi. Ăn khỏi cơ luôn nha. Hai cây cây dương. Quấn rau vậy đó hả? Gặp vô rau. Con nói là phải hai lon mới được nha. Cái đó là phải hai lon mới được à. Trời ơi, chén nước mắm rồi kìa, chén mưa hết rồi kìa. Mời cả nhà nha. Ngon quá rồi nè. Dạ, tả cái thịt con gắn mối nghe nghe coi nghe thử ok không? Cái thịt gắn mối thì nó rất ngọt. Ngọt mà dai nó không còn gì nữa để nói nữa. Chấm thêm cái này nó chua chua ngọt ngọt cay cay. Rồi giờ tới chị Hai review cái gì? Thịt heo. Đâu thịt heo đâu? Heo. Chấm đâu ha ha từ từ đâu chấm gì thì theo ba gọi chấm gì đây mua là chấm muối ơi con tự chế nha mua ớt tự chế phải không khói quá nè con trai đó sao ngon nhưng mà khói bay mất tay quá tới kem nãy giờ có review gì tới ta đâu review gì đâu thằng gắn mối không ha từ từ đâu cho có gắn mối thằng quen chứ rồi ok thế khỏi quá cả nhà ơi. Đồ ăn cũng bài bản quấn vô salad thôi chứ. Ăn nhai từ từ đi rồi cảm nhận rồi thưởng thức rồi cho cái ý kiến về của gắn mối nó làm sao. Ăn có ngon miệng hay không? Với lại cái nước chấm chị Hai chế ra có ngon không? Nó bình thường hả? Kỳ á. Cái thịt cái món hả? Bình thường. Ôi chắc tại con ăn nhiều quá rồi sao bình thường được. Phải không à? Hỏi bé nè. Bé nè giờ có review gì chưa? Ăn nãy giờ cảm thấy sao? Ngon nè.
Ờ, con nít là thôi giờ nó dốc nha, ngon rồi, nó gật đầu đó nha. Rồi cả nhà, thì cái video em chia sẻ cả nhà đến đây thôi, thì em cũng xin kết thúc luôn. Thì cũng có một số anh em cứ bình luận hỏi mình là bẫy cái con gắn mối này để làm gì, bắt cái con này để làm gì. Thì mình bắt con gắn mối á, thì mình đem lên nè cho nó tắm lửa than tắm lửa than. Nói chung là nó nói chứ con này là đặc sản nha, ăn không có ăn luôn á. Nhà hàng mà bán nó 1 ký vô mua dĩa chừng chục con thôi là mấy trăm ngàn đó nha. Đứa mà không có đủ nó mối ăn luôn nè. Không có ăn luôn á. Thì anh em mình cũng có một số anh em đó là mình bẫy về mình bán cũng có, bẫy về mình là dùng để làm mồi nhậu cũng có nữa. Thì ở đây thì mình ít có bán lắm. Mình đi nhiều khi mình đi test bẫy á, về là nướng ăn hoặc là làm này làm kia ăn thôi, cũng ít có bán lắm. Đó, bẫy thì bên em cũng có cung cấp bẫy nha. Anh em nào mà muốn mua bẫy về mình kiếm mồi nhậu á thì anh em mình cứ alo cho em. Rồi thì video cũng kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian nha để theo dõi đoạn video em nha. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo của em nha. Okay, go on.